tư vấn cho cô, nói chung là tư vấn cho cô là căng da mặt, quọt xương rồi má, bụng càng, lấy 35 triệu tiền chỉ thôi. Căng sao mà lực lực cả cái mắt của mình luôn. Rồi mổ chúng nó hết 5 lần. Đau lắm. Cái này là lâu lâu cô phải làm nè, lâu phải làm. Phải làm nhíu nhíu vậy nè cho nó có nước mắt á. Lâu phải nhíu vậy cho nó bình thường mắt. Còn con bên đây ấy, sao mấy ngày nay nó cứ mỏng cái da của mình. Trường hợp của mặt mi ấy, của chị là nó bị rất là nhiều. Mà tổng nghiệp nó làm mấy cái chỗ spa làm người ta bị hư mắt. Ngoài việc họ quá xem thường cái tổng nghiệp bệnh nhân nó cứ bị hoài vậy đó. Mình muốn cái công điểm tiền mà nó làm mổ mắt không có đơn giản. Rất nguy hiểm, nhiều người mà chịu cả đời đó, mấy năm trời cái sống đó, đau khổ lắm. Đó, chứ không phải nói gì ghê đó, không phải là phẫu thuật cả một cái các cái xương hàm mà mổ ngực lớn mà cái mắt nó rất là tinh vi. Mình cảnh báo cho người ta biết luôn cái gì đó. Đi thẩm mỹ mà vậy nè. Sao mổ cái gì? Đi thẩm mỹ mà như vậy đó. Là mổ vậy đó hả? Mổ vậy đó. Là mổ cái gì mà trong đây nè, mới đầu vô là em vậy. Là mổ cái gì mà muốn gì? Ai biết mổ gì, em biết làm gì mà em ra làm vậy. Rồi xong là khi mà ra làm vậy mày bị tụ máu bầm á, bác sĩ trời nhờ bác sĩ kia ông lấy nè. Tụ máu bầm bác sĩ thấy ghê không? Lấy ra 1 lít mấy máu. Thôi rồi chị nha. Rồi cho cô Linh đi phòng đi nha. Giờ nhìn kết quả chị á, thực ra nhìn kết quả chị hôm trước mắt nhìn nó bây giờ vậy không là nó ok lắm. Nó hiển nhiên cái hiện tại là nó được 2 tháng chưa? Được 1 tháng cùng. Ủa một tháng tuần hả? Có 1 tháng cùng. Ờ. Mà không, 1 tháng tuần là thấy là ok vậy ha, mà mới không những mới có 1 tuần là em đã thấy ok rồi. Mới có 1 tuần mà em đã thấy tự tin rồi, em cũng đã. Hôm trước giờ cái gặp người quen chưa? Người quen của mình biết là mình mổ thành công chưa? 3 ngày sau là em đi khoe rồi. 3 ngày sau là em mở mắt ra em đi khoe rồi. 3 ngày sau là em đã tự tin đi ra đường rồi đó. Tự tin đi gọi bạn là tao mổ bác sĩ Dung vậy, chú Dung mà chuyên môn lên đài truyền hình mà có gì dịch Covid đó. Hên ghê, đúng là gặp Bồ Tát niệm Phật hoài mà gặp Bồ Tát. Không, bây giờ mình mừng là cuối cùng là mình thành công rồi. Cũng thành công đúng rồi, nhưng mà nói thiệt đấm lòng là rất là nhớ ơn bác suốt đời luôn á. Đâu, cảm ơn chị. Nhớ ơn suốt đời luôn á, thì không biết làm nói như thế nào để tả được cái cảm xúc của em là rất là cảm ơn bác. Nói ông xã cũng khen hoài, ông xã này ông này cũng giỏi nè. Ngày mốt là ai làm ở Mỹ thì giữ tới ông này làm nè. Đừng những người bậy bạ nữa, mấy chỗ khác những người bậy bạ nữa. Rồi hôm nay mừng lắm rồi nha. Đây chưa có quà cho bác, giờ bác là cho cái quà cái tế bào gốc. Tế bào gốc. Rồi. Rất là mắc tiền nghe. Rồi. Bác là cho nữa, cảm ơn bác nhiều. Rồi vậy ha. Rồi, cảm ơn chị. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.